Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chiến bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diệt nghiệp, chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh trơn biên tập bình minh thời gian ngày 22 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cưng tập 552 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa Vô lượng Thọ kinh Giải Trang 716 Hàng thứ ba Biên địa Nghi Thành Đệ Tứ Thật Mời xem Kim Giang Phật cáo từ thị Như hữu chúng sanh Dĩ nghi hoạt tâm Tu chư công đức Nguyện sanh bị quốc Bất liễu Phật tri Bất tư nghị trí Bất khả xưng trí Đại thừa quản trí Vô đẳng Vô luân Tối thượng thắng tri Tư thử chư trí Nghi hoặc bất tín Do tính tội phước Tu tập thiện bộ Nguyễn sanh kỳ quốc Đoán này là Hoài nghi trí tuệ Hoài nghi tội phước Họ không tin là hạng chúng sanh này trong chú giải hoàng niệm tổ nói với chúng ta phẩm này nói rõ nhân của thai sanh ở trước có giới thiệu với chữ vị về thai sanh không phải thai sanh thật sự Là dùng thai sanh làm ví dụ Khuyên sanh khởi thâm tín Để tránh khỏi đọa vào biên địa nghi thành Biên địa chính là nghi thành Nghi thành chính là biên địa Cũng gọi là thai sanh trong năm trăm tuổi không thấy được phật và tăng không được nghe kim Pháp nên mới gọi là biên địa thái sanh chính là mười hai chữ ở sau họ sanh điện thị giới cực lạc năm trăm tuổi là thời gian của nhân gian không phải ở thị giới cực lạc năm trăm năm của nhân gian là thời gian dài nhất Thời gian ngắn Có năm ba ngày Chỉ cần họ không nghi hoặc Hoa sẽ nở Hoa sen quá xanh Nếu có nghi hoặc Hoa không nở Hoa không nở Họ không có cơ hội Thấy Phật nghe Pháp Tu phước tu tuệ Bởi vậy họ phải bị mất một ít thời gian Nếu Hoa nở Họ sẽ nhập phẩm Địa vị thấp nhất là Phạm Thánh Đồng Cư Độ Hạ Phẩm Hạ Sanh Đây là mang theo nghi hoặc Chư vị học Phật của chúng ta Người mang theo nghi hoặc rất nhiều Có lúc bản thân không biết Cả người nào không mang theo nghi hoặc Hiện nay chúng ta Ở trên địa cầu này là thời loạn Xã hội hỗn loạn Địa cầu thiên tai khác thường Chỉ cần quý vị vẫn quan tâm những vấn đề này Vẫn nghe ngóng những vấn đề này Đều gọi là nghi hoặc Nếu không nghi hoặc Hỏi những vấn đề này làm gì Nhất tâm niệm Phật là được rồi Thế nào gọi là chân tín trong kinh này nói phát tâm bồ đề dứt hướng chuyên niệm phật a di đà đây gọi là tinh thần đây gọi là chân tín người này không có nghi hoặc tin tức các nơi truyền đến chúng ta nhìn thấy nghe thấy Tổng kết sau cùng Đều là niệm Phật A-di-đà Có thể quá dài Vậy thì hòa tốt Không cần phải tìm tòi Không cần phải nghe ngóng nữa Chúng ta nhất tâm niệm Phật Không phải đã giải quyết được vấn đề rồi ư ừ. Thật vậy không sai chút nào Chỉ cần buông bỏ giả duyên Còn nghe ngóng điều này Nghe ngóng chuyện kia là không tin tưởng Vẫn còn nghi hoặc Chỉ sợ giảng sanh như vậy Đều là biên địa Đều là nghi thành Bởi vậy khi đã thực sự hiểu rõ ràng minh bạch Sẽ buông bỏ hết tất cả Nghe ngóng những điều này Chỉ bằng đọc kinh Nghe ngóng thế giới cực lạ Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch về thế giới cực lạ Không có chút hoài nghi Như vậy là đúng Chúng ta tận mắt chứng kiến Một số ông bà cụ rất chân thật Họ chỉ một câu Phật hiệu Một sâu chuỗi Từ sáng đến tối Đều là A-di-đà Phật Ngoài Phật A-di-đà ra Họ không có bất kỳ ý niệm nào nữa Niệm ba năm như vậy Thật sự giảng sanh Đứng giảng sanh Ngồi giảng sanh không cần người trợ niệm đến người nhà cũng không để họ biết bốn mươi năm trước tôi từng gặp một người bà cụ ở làng tướng quân đài nam niệm phật ba năm đứng về giảng sanh không nói với người nhà sợ điều gì sợ bị phiền phức sợ họ hỏi này hỏi nọ như vậy làm mất thanh tịnh bà thật thông minh thật sự có trí tuệ tách rời người nhà không để họ tiếp cận Bà ra đi rất tiêu sái Ra đi một cách tự tại Lúc tôi ở Mỹ Ngày trước Khi tôi cầu học ở Đài Trung Có bà cụ họ cam hộ trì cho tôi Ở Đài Bắc Bà dẫn đầu Tìm 15 người Mỗi tháng Mỗi người bỏ ra 10 đồng Tức là tôi mỗi tháng có 150 đồng để dùng 10 năm không gián đoạn Mỗi tháng đều gửi cho tôi Sau đó bà Di Dân đến Mỹ Ở Mỹ thời gian rất dài Năm 1982 tôi đến Mỹ Bà đi từ trước Bà đi vào khoảng thời gian niên đại 70 Để di dân đến Mỹ Tôi ở Đài Trung được 10 năm Thì ra đi Bà nói với tôi Bà có một người bạn là bạn đồng tu với bà Con trai đi học ở Mỹ Sau khi tốt nghiệp đã ở lại Mỹ Làm việc và cưới vợ Sanh một đứa cháu nhờ bà chăm Mời bà đến Mỹ để coi nhà, coi cháu Đứa cháu khoảng 3-4 tuổi Có thể đi học mẫu giáo Ba ở Mỹ được 3-4 năm Hoàn cảnh ở Mỹ thanh tịnh Ban ngày con và dâu đều đi làm Đứa cháu có thể đến nhà trẻ Nên cũng đưa đi Bà cụ một mình ở nhà niệm phật không ai biết bà cũng không nói với ai lúc bà giảng sanh là nửa đêm đi khi nào không ai biết mỗi sáng sớm thức dậy bà cụ dậy sớm nhất để chuẩn bị thức ăn sáng con và dâu ăn sáng xong đều đi làm. Hôm nay khi mọi người dậy, bà cụ vẫn chưa dậy, cửa phòng còn đóng, cũng không nấu cơm sáng. Cảm thấy rất kỳ lạ, mở cửa phòng bà xem thử, phòng của bà không khóa mở cửa xem bà ăn mặc rất tề chỉnh mang áo tràng ngồi xếp bằng trên giường gọi bà không trả lời nhìn lại thì bà đã ra đi ngồi về giặt sạch mà còn viết di chúc để lại trên giường đồ tan của con dâu và cháu bà đều chuẩn bị hết Ba tự làm Để tất cả trên giường Biết trước giờ chết Không nói với bất kỳ ai Đây là gì? Đây gọi là tinh Phật Là thực hành Thiên tai nhiều như vậy Mỗi tháng chúng tôi nhìn thấy một bản biểu báo cáo Xem qua là được Như vậy là đủ Không cần nghe ngóng Mười phương thần thánh truyền tin tức đến Cũng không cần thiết Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà Buông bỏ dạng duyên Đoạn tất cả điều ác à, Tu tất cả điều thiện Không cần hỏi đến thiên tai Từ lâu tôi từng nói Khi ở Úc Châu Tháng 3 năm nay ở Úc Châu Tôi đã nói rất rõ ràng Khi kiếp nạn đến Cần lưu lại thì lưu Cần đi thì đi Cần đi là cộng nghiệp Quý vị không thể không đi Đi đến đâu Bây giờ chúng ta có thể quyết định Nếu bây giờ không quyết định nơi đến Là bị nghiệp lực dẫn dắt Chúng ta hy vọng Giảng sanh tịnh độ Thân cận Phật A-di-đà Thì ngay lúc này Chúng ta phải thực sự buông bỏ dạng duyên à, Tin tức thần minh truyền đến cũng buông bỏ Chính là trong kinh nói phải tin thật Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà Phát tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là gì? Tôi quyết tâm muốn cầu sanh tịnh độ Chính là tâm vô thượng Bồ Đề Đây là lời của Đại sư Ngậu Ích nói Trong Di Đà Kinh Yếu Dạng Không nên nghi hoặc Tôi nhất định giảng sanh Chúng ta học bộ kinh vô lượng thọ này Trong bộ kinh này tôi nói với mọi người Chúng ta chắc chắn có thể sanh tịnh độ Vì sao vậy? Vì tịnh độ là tâm tánh chúng ta Sở hiện, sở sanh Là A-lại gia tức của chúng ta sở biến Duy tâm sở hiện Duy thức sở biên Tâm và thức đều là chính mình Không phải bên ngoài Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói rất nhiều Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Nếu như không tin điều này Niệm Phật sanh tịnh độ Cũng là biên địa nghi thành À, thân, thật rất, sự có trí tuệ rất, thật rất, sự minh bạch buông bỏ tất cả à nếu chúng ta không công bị cộng nghiệp thì... vẫn lưu lại thế gian lưu lại thế gian này là có sứ mạng lưu lại đều là người thiện Người thiện dễ dạy Họ có thể tin Có thể hiểu Có thể hành Hành nghĩa là họ cũng biết niệm Phật Chúng ta lưu lại Phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh Trong kinh này chúng ta nhìn thấy Thế giới cực lạc là Tấm gương tốt Cho tất cả quốc độ chư Phật khắp biến Pháp giới hư không giới Nên chư Phật như Lai xưng tán Phật A-di-đà Là quan trung cực tôn Phật trung chi dương Tán tháng này do đâu mà có Phật A-di-đà làm tấm gương tốt nhất cho tất cả chư Phật Và tất cả quả nước chư Phật Tấm gương tốt nhất là gì? Giảng kinh không gián đoạn Niệm Phật không gián đoạn Thế giới cực lạc niệm Phật không gián đoạn Thế giới cực lạc giảng kinh dạy học không gián đoạn Đây chính là tấm gương tốt nhất Chúng ta cần phải học tập Các bậc tổ tông chúng ta hiểu Hoàn toàn hiểu được Cho nên đề xuất Kiến quốc quân dân giáo học di tiên Thái Bình Thạnh Thế dạy học trước tiên Tu thân tề gia dạy học trước tiên Thế giới cực lạc dạy học trước tiên a di đà Phật dạy học trước tiên Không thể xa rời việc dạy học Xa rời việc dạy học Con người sẽ suy nghĩ lung tung Đó là tánh tương cận tập tương diện Thành tựu của tất cả Pháp Đều không xa rời việc dạy học Đây là điều mà chúng ta thấy Một cách rõ ràng Trong bộ kinh này Lãnh hội Một cách sâu sắc Hưởng thụ cao nhất của đời người là gì? Đọc sách đọc kinh sách dạy học dạy học là cùng chia sẻ với mọi người về tu tập ngoài điều này ra không còn việc gì nữa thiên hạ vốn không có việc gì như vậy có thể không thành tựu chăng không thể nhất định giảng sanh nhất định thành phật vấn đề này không phải đã giải quyết rồi ư ừ? không cần quá nhiều chuyện hãy định tâm lại đây là gì thật sự hiểu thật sự giác ngộ xã hội động loạn địa cầu thiên tai không nghe không hỏi tự nhiên rõ ràng minh bạch vì sao vậy tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh có thể chiếu kiến tâm giác ngộ hiểu được Biệt nghiệp của chúng sanh Công nghiệp của chúng sanh Quý vị rõ ràng khấu triệt, Công đức thành tựu của mình Mới có thể giúp người khác được Bản thân không thành tựu Không có năng lực giúp người khác những thiên tai trên địa cầu Sẽ nghiêm trọng như một số người tuyên truyền sao Không có Vì sao không Người tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới Đều đang cầu nguyện Người tu hành chân chánh Đều đang sám hối đều đang sửa đổi chính mình nên thiên tai lớn biến thành thiên tai nhỏ thiên tai nhỏ biến thành không có thiên tai nơi đây nhiều người sám hối nhiều người sửa đổi nhiều người niệm phật ở đây thiên tai sẽ giảm nhẹ nếu ở đây không có phật pháp không có người sửa đổi không có người làm mới mình không có người quay đầu ở đây thiên tai rất nặng không phải là như vậy sao học phật là học điều gì học trí tuệ không được mê tín đạo lý này không thể không hiểu hiểu rõ rồi tâm sẽ định bởi vậy trong phẩm này đức thế tôn khuyên chúng ta phải tin sâu niềm tin cản cờ không được phải thâm tính tin cạn cơ, cơ sẽ như thế nào Vẫn nghe ngóng khắp nơi Nghe ngóng điều này Nghe ngóng điều kia Đó là do tin không tính sâu Tin sâu sẽ không sao Tâm tính sẽ tính. định Và Phạm sanh đến biên tính. địa nghi thành Đều là tính tâm tính. không đủ sâu Mang theo nghi hoặc Hôm nay chúng ta đi khắp nơi hỏi điều này Hỏi điều kia Hỏi Phật Bồ Tát Vẫn là tính tâm chưa đủ sâu Tính tâm sâu Phật ở trước mặt cũng không hỏi Lời này của tôi Phật A-di-đà đã nghe được Quý vị nghĩ Ngài có gật đầu chăng? Tôi nói không sai Toàn là chân tướng sự thật Chúng ta xem kinh văn tiếp theo Đại sư giọng Tây nói Thai sanh ở biên địa Cùng thể khác tên Là một vấn đề Nói biên địa cũng được Nói thai sanh cũng được Nói nghi thành cũng được Danh từ khác nhau nhưng cùng một sự diện Lược luận nói Lại có một loại giảng sanh gọi nước an lạc An lạc chính là thế giới cực lạc Không nhập tam bối Tam bối cửa phẩm Như là học sinh chánh thức Họ không nhập vào Họ cũng đến thế giới cực lạc Giống như bây giờ đi học Họ là học dự thính Họ học lớp dự bị Chưa lên lớp 1 Họ đến thế giới cực lạc là vào lớp dự bị Người khác đến là học lớp 1, lớp 2 Còn có lớp không theo thứ tự Hạ hạ phẩm giảng sanh là họ vào lớp 1 Không nhập vào tam bụi <laughs> Trong vòng 500 tuổi Quý vị xem đều là nói 500 tuổi Thường không thấy Phật Không nghe Kim Pháp Không thấy Bồ Tát Thanh Giang Thanh Chúng Không thấy tức là không có Phước Bảo Gọi nước an lạc Gọi là biên địa Ở thế giới cực lạc Tình hình này gọi là biên địa Cũng gọi là thai sanh cũng gọi nó là thai sanh Cho thấy Đại sư dòng Tây Tiếp nối tông chỉ Của Đại sư Đàm Loan Lược luận do Đại sư Đàm Loan trước tác Lược luận lại nói Biên địa Ở đây nói là 500 tuổi Không thấy nghe được tam bảo Giống như nạn ở biên địa nạn của biên địa ở đây chính là thế giới chúng ta thế giới này quý vị thấy trong kinh đức phật thường nói người chánh tính sanh vào trung quốc người tà kiến sanh vào biên địa Trung Quốc ở đây không phải là đất nước Trung Quốc Phải <laughs> hiểu rõ điều này Trung Quốc trong kinh Phật nói Nơi có Phật Pháp gọi là Trung Quốc Nơi không có Phật Pháp gọi là Biên Địa Chính là ý này Ở trước Chúng ta có học qua nơi thúc đẩy phát triển phật pháp nơi phật pháp giáo hóa gọi là trung quốc chúng ta thấy được ý nghĩa trong kim này không thể sai lầm được nơi nào có phật pháp thì nơi đó gọi là trung quốc nơi không có phật pháp gọi là biên điện cho nên đây cũng là nạn của biên điện hoặc cũng là cõi nước an lạc Nhưng ở tại một bên Đây là ví dụ Vì sao vậy? Thế giới cực lạ không có biên tế Nó là cõi pháp tánh Nó không phải pháp tướng nên cảnh giới này Thật sự không thể nghĩ bàn Quý vị hỏi thế giới cực lạc lớn bao nhiêu Cổ nhân có hai câu nói Dùng cho thế giới cực lạc là vô cùng thích hợp Cổ nhân nói lớn không có bên ngoài Quý vị nói lớn bao nhiêu không có bên ngoài chính là không có biên tế Nhỏ không có bên trong Nhỏ đến mức độ nào Nhỏ đến không có bên trong Đây là nói đến tận cùng Thật sự có như vậy chăng Có Trong Kinh Đại Thừa đã nói như vậy Vì sao Phá tánh không có trong ngoài Không có trong ngoài Chính là không có không gian Không có trước sau Chính là không có thời gian Thời <laughs> gian và không gian là giả à, Thời gian và không gian từ đâu mà có <laughs> Từ trên <laughs> quan niệm sai <laughs> lầm mà có Trong Phật Pháp gọi nó là Bất tương ưng hành Pháp nó không phải tâm pháp Không phải sắc pháp Cũng không phải là tâm sở pháp Nó lại không phải thật Nên trong Phật Pháp đem nó kiến lập Quy nạp thành một loại Phạm là tánh chất này quy nạp thành một loại Gọi là bất tương ưng hành Pháp Nó có điều này vì sao gọi là bất tương ưng Vì nó và tâm không tương ưng Không tương ưng với tâm sở Không tương ưng với sắc pháp Nhưng nó cũng không rời những pháp này Từ trong những pháp này Sinh ra một quan niệm sai lầm Do đây mà có thời gian và không gian Bởi thì nó đích thực không có Nó không tồn tại à, Khái niệm của chúng ta Để nó có khái niệm này tồn tại Có tứ phương, có tứ duy, có trên dưới Có khái niệm này Trên thực tế ta không tìm thấy Thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai Đây cũng là khái niệm trừu tượng trên thực tế cũng không tìm ra Trong Kinh Kim Cang nói về Tam tâm bất khả đắc Tam tâm là tâm quá khứ Tâm hiện tại, tâm vị lai Nên nói Cõi nước an lạc Ở tận biên tế Biên tế của nó bất khả đắc Thai sanh ví như người thai sanh khi mới sanh pháp nhân chưa thành đứa trẻ mới sinh ra vẫn chưa có hành vi của con người biến địa tức là nói nạn của nó Họ ở biên địa Không có cơ hội tu phước Tu tuệ Thai sanh tức là nói Sự tối tâm Tối tâm chính là ngu si Trí tuệ của họ không thể hiện tiền Họ hoàn toàn mê muội đối với cảnh giới bên ngoài Hai tên này đều mượn tình huống này để gọi nó Mượn cái nạn này Mượn sự tối tâm này để làm ví dụ Biên địa và thai sanh Đều là ví dụ Đều là ví dụ Không phải biên địa trong tám nạn Cũng không phải thai sanh Trong bào thai Biên địa trong tám nạn Là nơi không có Phật Pháp Làm sao biết được vì sao chúng ta biết Nó không phải biên địa thật Không phải thái sanh thật Cõi nước an lạc Xưa nay đều là quá sanh Chỉ cần giảng sanh đến thế giới cực lạc Đều là hoa sen quá sanh Nên biết Không phải thai sanh thật Không phải thai sanh thật sự Sau 500 năm Mới được nghe Và thấy tam bảo Cho nên nó không phải biên địa Trong tám nạn Biên địa trong tám nạn Mãi mãi không thấy được tam bảo năm trăm năm ở thế giới cực lạc thọ mạng của người ở thế giới cực lạc là vô lượng thọ vô lượng thọ thì thời gian năm trăm năm là vô cùng ngắn ngủi lại nói đến nghi thành nếu người dùng tâm nghi hoặc niệm phật a di đà tức sanh vào trong cung điện bảy báu của biên địa cực lạc trong 500 năm không nghe được danh Tam Bảo Đó là chỗ người nghi hoặc ở Nên gọi là nghi thành Đây là ví dụ Như Thủ hộ quốc giới chủ kinh Có một đoạn nói như vậy nếu khi người mạng chung Biết trước giờ chết Chánh niệm phân minh Tắm rửa mang y phục An lành mà chết Ánh sáng chiếu đến thân Thấy tướng hảo của Phật Các điều thiện đều hiện ra Đây chính là đoàn tướng Biết chắc người này nhất định giảng sanh tịnh đồn Đây là đoan tướng Người này khi chết chắc chắn được sanh tịnh độ Cũng không cần hoài nghi họ Họ niệm Phật giảng sanh Họ có giảng sanh thật chăng Họ đến thế giới cực lạc là phẩm vị gì Lo lắng điều này làm gì hoàn toàn không cần thiết à, vì sao vậy vì lo lắng như vậy tâm ta sẽ loạn nhất tâm bất loạn người này giảng sanh đã phá hoại tất cả công phu của quý vị họ không có ý phá hoại quý vị là tự chúng ta làm rối loạn mình Bản thân không chịu được thử thách Người có công phu thật sự Như như bất động Quý vị muốn hỏi người này Thật sự giảng sanh chăng Bản thân tôi đến thế giới cực lạc Tôi sẽ đi Xem họ có ở đó chăng Ở đó không phải là giảng sanh sao Không ở đó Bất luận ở trong đường nào Ta đều nhìn thấy được Bó duyên với họ Đợi đến khi duyên thành thuộc Lại đến tiếp dẫn họ Chính xác Chúng ta giảng sanh thế giới cực lạ Là việc trong khoảnh khắc Vì sao thời gian ngắn như vậy mà không nhẫn nại Không thể đợi phải lập tức biết Lập tức biết là Đánh mất tâm thanh tịnh của mình Thậm chí đoạn mất duyên niệm Phật giảng sanh Trong đời này của mình Như thế thật là đáng tiếc Đây là do nhân duyên gì tạo thành Thiếu hiểu biết về thực tướng các Pháp Thực tướng các pháp gì Những gì trong kinh vô lượng thọ này nói Chính là Thực tướng các pháp Chúng ta đối với kinh điển này Chưa hiểu rõ Chưa nhận thức rõ Nên Trên cảnh giới mới xuất hiện nhiều phiền phức như vậy Giọng tưởng, tạp niệm chưa tiêu trừ. Có người nói chúng sanh tạo nhiều kiếp nạn như vậy. Quý vị không động tâm sao? Động tâm cũng vô dụng. Không cứu được. Thế nào mới thật sự cứu được? Nhất tâm chân thành niệm Phật là thật sự cứu. Thật thà niệm Phật Đem công đức này hồi hướng Có hiệu quả Làm sao biết được Chúng ta thấy được ở thế giới cực lạc Phật A-di-đà Phát 48 nguyện và năm tiếp tu hành Công đức năm kiếp tu hành này không thể nghĩ bàn Dùng công đức này gia trì chúng ta Chúng ta mới có nhân duyên thù thắng như vậy Cảm nhận được sự gia trì của Ngài Còn nếu như không có tu hành Không có công đức Dù tâm có tốt Cũng không giúp được người khác Muốn giúp người Nhất định phải có công đức chân thật Công đức chân thật là gì? Do chân tu mà có Tính giả giải đều không được Công đức là có hạn Thật sự thực hành Mới có công đức lớn Chúng ta xem tiếp một hạng người khác Nếu người niệm Phật Trì giới Nhưng không có tâm tinh tấn Chúng ta bây giờ chính là người như vậy Không có tâm tinh tấn Tin là gì? Tin là tinh thuần Chúng ta tạp loạn Chúng ta muốn biết tình hình thiên tai khắp nơi như thế nào Tâm như vậy sẽ tạp loạn Không phải tâm tinh tấn Tâm tinh tấn chỉ có một câu A-di-đà Phật Ngoài Phật A-di-đà ra không biết thêm điều gì nữa Cũng không muốn biết điều gì cả Đây là tin Tấn là chỉ đi tới Không có thuộc lui Cũng không có thiên lệch Trên con đường này Tôi không đi theo đường tà Không đi đường tắt Tiến về phía trước Gọi là tinh tấn Vậy tâm như thế nào là tinh tấn Thanh tịnh bình đẳng giác là thanh tịnh Tâm không thanh tịnh Tâm không bình đẳng Tâm mê mà không giác Đây là tâm không tinh tấn Mạng chung không có tướng thiện Cũng không có tướng ác vì sao vậy? Vì họ không tạo nghiệp Họ cũng niệm Phật Cũng trì giới Chỉ là tạp niệm quá nhiều vọng tưởng quá nhiều Địa phủ không nhận Cõi an dưỡng không nhiếp An dưỡng là thế giới cực lạc âm tàu địa phủ không thu nhận họ thế giới cực lạc cũng không đến được như ngủ mà đi giống như ngủ say mà ra đi vậy người này chưa đoạn nghi sanh về nghi thành không tệ họ vẫn về được thế giới cực lạc đến đó không nhập phẩm gì Nghĩa là họ không ở trong tam bối cử phẩm Mà ở biên địa Nghi Thành Năm trăm năm hưởng lạc Nghi Thành cũng rất an vui Ở trước chúng ta đã học Hoàn cảnh trong Nghi Thành tương đương với trời dạ ma Cao hơn một tầng so với trời đau lợn tiếp tục tu tín nguyện mới trở về tịnh độ cho thấy hai điều tín nguyện này là điều căn bản thật sự để giảng sanh thấy phật bộ kinh này tất cả chư phật đức thế tôn cũng không ngoại lệ đều nói với chúng ta rằng pháp môn này gọi là pháp khó tin người nghi quá nặng rất phiền phức thông thường đến biên địa cũng không đến được nghi quá nặng sẽ biến thành tội nghiệp Phải biết chân tướng sự thật này Ân đức của Phật Bồ Tát Đối với chúng sanh quá lớn Sao ta có thể hoài nghi họ được Cha mẹ nuôi dưỡng con cái Yêu thương con cái Là thân thiết biết bao Ta hoài nghi họ Không phải là tạo tội nghiệp sao tội nghiệp thành lập thì không thể đi được lúc đó như ở đây nói địa ngục không thu nhận quý vị không phải không thu nhận họ thu nhận quý vị đến ở đây nói gì nghi đều không quan trọng trong kinh nói rất rõ ràng thứ ừ nhất là Hoài nghi trí tuệ của Phật Trong kinh nói về trí tuệ quá lớn Không thể nghĩ bạn Thật sự có trí tuệ lớn như vậy chăng Phải chăng là lời nói hơi quá Đây là hoài nghi Thứ hai là hoài nghi bản thân Bản thân tạo nghiệp quá nặng Như vậy tôi có thể giảng sanh chăng Phật đến tiếp dẫn tôi chăng Sanh khởi những nghi vấn này Có nghi hoặc này Nghi hoặc này chưa đoạn Nhưng họ vẫn rất tin tận Rất nỗ lực Vẫn niệm Phật Đây là duyên sanh vào biên địa Những chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không biết Hai chữ tín nguyện này Chúng ta làm sao để nuôi dưỡng nó thật tốt Làm sao bồi dưỡng tính tâm, nguyện tâm Đọc kinh, nghe kinh Thượng trí và hạ ngu dễ độ Họ nghe lời không hoài nghi Thật thà Khó độ nhất là Hạ người ở giữa Thượng không thượng hạ không hạ Hai người này nhiều nhất Thượng trí ít Ít lại càng ít Hạ ngu cũng ít Cũng là ít lại càng ít Hai hạng người này vừa tiếp xúc nhất định thành công Nên ngày nay chúng ta quyết định không còn hoài nghi Không còn nghe ngóng hỏi han. Khi tôi ở Đài Trung Theo Thầy Lý học Kinh Giáo Thầy Lý thường lớn tiếng Nhắc nhở đại chúng Phải đổi tâm Chữ này tôi nghe quen thuộc Ấn tượng sâu sắc Thay đổi tâm gì? Buông bỏ tâm dơ bẩn này của chúng ta Để Phật A-di-đà vào trong tâm Đây gọi là đổi tâm Tâm tôi chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm tôi Được chăng? Được Vì sao vậy? Vì Phật A-di-đà là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Phật A-di-đà không phải người ngoài vốn là do ta biến hiện ra Ngày nay những thứ tạp loạn trong lòng Cũng là chính mình biến hiện ra Tự mình biến thì thay không khó Rất dễ không phải mình tin người khác điều này khó vô cùng khó như thiền sư trung phong nói tâm tôi tức phật a di đà phật a di đà tức là tâm tôi ở đây tức là tịnh độ tịnh độ tức là ở đây ở đây tức là tịnh độ. độ ở đây sẽ không có thiên tai Tịnh độ từ đâu mà có Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Nói rõ ràng biết bao Minh bạch biết bao Tâm không thanh tịnh Cõi nước sẽ không thanh tịnh Tâm tịnh quái Phật mới tịnh Còn cần hỏi gì nữa chăng Không cần thiết Chúng ta xem tiếp đoạn sau Ngoài ra Còn có nước giải mạng Hoặc gọi là giải mạng giới Giới chính là thế giới Có một nơi như vậy Giữa đường Từ cõi nước này Đến nước cực lạc Ở giữa mười dạng ức cõi nước Phật còn có một nơi như vậy Nơi này không tệ Cũng thoải mái Hưởng thụ ngũ dục lục trần Đến đó dễ lưu luyện Không đến được thế giới cực lạc Sẽ bị nó giữ lại Chúng ta biết Thật sự có không ít người đến đây Sanh vào nước này Nhiễm sự an vui của nước này Mà khởi tâm giải đại chiêu mạng Không thể tiến lên Để sanh việc cực lạc được Nên gọi là nước giải mạng Thật sự có một nơi như vậy Ở đây rất giống thế giới ta bà trong kinh nói rằng bắc cu lô châu bắc cu lô châu an vui phước báo rất lớn trong kinh nói thỏa mãn của con người khoảng một ngàn tuổi rất ít chết hiểu nghĩa là rất ít người đoản mạng đều có thể sống đến một ngàn tuổi mọi thứ hưởng thụ ăn mặc đều tự nhiên, như cõi trời tha quá tự tại vậy, muốn điều gì lập tức đều hiện ra, nên vừa nhìn thấy nơi này, nơi này không tệ, sai lầm tưởng rằng đây chính là thế giới cực lạc. khá như thế giới cực la có điểm nào ở đây không có phật không có pháp không có tăng đây chính là bắc cô lô châu diễn diễn không thấy được tam bảo không nghe được pháp âm như bồ tát xứ thai kinh nói phương tây cách cõi diêm phù đề này mười hai ước na do tha có thế giới giải mạng cõi nước an vui trước sau phát ý chúng sanh muốn sanh cõi nước phật a di đà Nhiễm sâu cõi nước giải mạng Không thể tiến lên sanh vào nước của Phật a di đà Ước ngàn dạng chúng Mới có một người có thể sanh vào cõi nước Phật a di đà Vấn đề này rất nghiêm trọng Phải cẩn thận Quý vị xem Ước ngàn dạng chúng sanh Chúng sanh này là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Tuyệt đại đa số đều đến nước giải mạng Coi nước giải mạng như thế giới cực lạc, Rất an vui ở đây quả thật phải đặc biệt đặc biệt có tính nguyện chúng ta ở trên thế gian này nếu không nuôi dưỡng tâm nguyện này ở giữa đường nhìn thấy nơi này phải làm sao quý vị còn muốn rời xa chăng Đây là một trạm ở giữa đường từ Ta Bà đến thế giới cực lạc. Cho nên, người cầu giảng sanh cần phải có hoàn nguyện kiên định. Chính là một mục đích. Tôi muốn thân cận Phật A-di-đà. tôi muốn quy y chỉ phật a di đà tôi muốn là học trò của phật a di đà làm pháp tử của phật a di đà tương ừ lai giống như ngài phổ độ hết thảy chứng sanh khổ nạn khắp biến pháp giới hư không giới Vị giới cực lạc là tổng bộ của chúng ta Phật A Di Đà là tổng lãnh đạo Lãnh đạo sư của chúng ta Chúng ta diễn diễn nương tựa Ngài Không rời xa Ngài Phải có tính tâm Nguyện tâm thiên định như vậy Ngoài ra đều buông bỏ hết Không cần nghĩ đến Cũng không cần tìm hiểu đến Nhất tâm chuyên niệm Chúng ta trực tiếp liên lạc với Phật A-di-đà Không cần trạm ở giữa Tâm tâm tương ưng Như vậy mới thành tựu được Điều này quan trọng hơn tất cả Tâm đã định Dù cảnh giới an vui như thế nào Cũng không dướng bận Ước ngàn dạng chúng mới có một người Một người này chính là bản thân chúng ta Không hỏi hàng đến bất kỳ điều gì Một câu a di đà Phật này Hy vọng suốt 24 tiếng đều không gián đoạn Nghe kinh, đọc kinh Đọc kinh thì Đọc cuốn kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Không đọc chú giải Kinh bản kinh Đọc kinh, nghe kinh, niệm Phật Hết thảy Việc thế gian Tùy duyên không phan duyên Hơn nữa trong tùy duyên Phải học diệu dụng của Bồ Tát Diệu dụng là gì? Không để nó trong lòng là diệu dụng để tất cả Pháp thế gian trong lòng là sai Không để trong lòng Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Chỉ có Kim Vô Lượng Thọ Như vậy là đúng Đôi khi có một người Có thể sanh về cõi nước Phật A-di-đà Vì sao vậy? Đều do tâm giải đại, ngạo mạng, chấp trứ không kiên cố. Quý vị xem đáng sợ biết bao, Một cái giải đại, một cái ngạo mạng. giải đại ngạo mạng, mỗi người đều có. Đại sư ấn quan dạy chúng ta, Hơi kỳ mạc pháp, dùng đảo tràng nhỏ nhân số không có hai mươi người điều này rất có đạo lý. Một ngàn bảy trăm năm trước vào thời Đông Tấn Đại sư Huệ Diễn Thành lập niệm Phật đường ở Lâu Sơn Đông Lâm niệm Phật đường Nhân số 123 người cố định Nghĩa là những người này cùng nhau tu tập không chút tạp loạn Đây là đạo tràng tu hành thật sự Một trăm hai mươi ba người đều thành tựu Đều giảng sanh Người giảng sanh sau Thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Những người đồng tu đi trước Đều ở bên cạnh Phật A-di-đà Cùng đến nghìn tí Điều này thù thắng biết bao Nhất định không có hoài nghi Cho nên không có hoài nghi này rất khó Nếu không có nhận thức tương đương Đối với kinh giáo nghi này sẽ không đoạn tận được thật rõ ràng thật minh bạch sẽ không còn nữa khi con người đoạn được tâm hoài nghi công đức của tự tánh dần hiển lộ ra bên ngoài trong tự tánh Dấu đầy đủ trí tuệ Trí tuệ bát nhà dân dân hiện ra Không thể không biết điều này Niệm Phật tu hành Dùng phương pháp Của Ngài Huệ Diễn hay định sẵn số người nghĩa là định sẵn số lượng báo danh tham gia lúc đó tạ linh quân rất muốn tham gia đại sư huệ diễn tự tuỳ tạ linh quân trong lịch sử là nhà văn học lớn nhà văn học lớn của thời đại nhà tấn Vì sao Ngài Huệ Diễn không bằng lòng để ông tham gia? Chưa đoạn tập khí của văn nhân Thích làm thơ, làm từ, viết văn chương Hay nói cách khác Không thể nhất tâm chuyên niệm Đôi khi đến liên xã ở dài ngày Làm bạn Đại sư cũng không cự tuổi Nhưng tham gia lâu ngày trong niệm Phật đường thì không được Quý vị xem cách làm người của Ngài Huệ Diễn Hoạt bát không cứng ngắc trong niệm phật đường này một hai người tùy duyên đến niệm phật một thời ở một hai ngày đều được lâu dài không được tổ sư đem phương thức này nói cho chúng ta biết biểu diễn cho chúng ta thấy Chúng ta thực hành chính là phương cách này Đúng như trong nghĩa kinh Nước giải mạng cũng thuộc loại biên địa nghi thành Cũng thuộc về loại này Nhưng không sánh bằng biên địa nghi thành Vì biên địa nghi thành chỉ có 500 năm Đến nước giải mạng thời gian rất dài Chắc chắn không chỉ 500 năm Tập khí tiền não của họ đều hiện hành Lúc nào mới đoạn được Họ ở trong đài Hoa Sen Nơi biên địa của thế giới cực lạ Đài Hoa Sen đó là tấm lưới bảo hộ an toàn của họ Tuy không thể thấy Phật nghe Pháp nhưng họ không bị tiêm nhiễm Những tập khí bên ngoài Nước giải mạng không được Nước giải mạng nhất định Khiến tập khí của họ từ từ lại hiện hành Chúng ta xem tiếp đoạn lớn bên dưới Đoạn này nói về năm trí không hiểu được trí Phật Trong lược luận Đại sư Đàm Loan nói Người không hiểu được trí Phật gọi là không thể tin Không thể tin Không thể hiểu tất cả các trí của Phật Vì không hiểu nên khởi nghi hoặc Câu này là phân biệt về nghi hoặc Bốn câu dưới là đối trị nghi hoặc Phật trị ở đây Chính là Giáo lý Đại thừa thường nói Chuyển bác thức thành tứ trí Ngũ trí ở đây Trí đầu tiên là Phật trí là nói chung Tức là nhất thiết dụng trí Chuyện bác thức thành tử trí Thêm vào nhất thiết dụng trí Chính là năm loại trí tuệ Đây cũng là Phật học thường thức. Chúng ta giới thiệu sơ về năm loại trí tuệ này trước. Sau đó, chúng ta xem tiếp đoạn chú giải này sẽ dễ hiểu hơn. À! ngũ trí này trích dẫn ra từ trong phật học đại từ điện là danh số hiển giáo chuyển bát thức mà thành tự trị để lập nên cứu cánh báo thân như lai đây chính là trong kinh hoa nghiêm nói bốn mươi mốt vị pháp thân đại sĩ họ đều đã chuyển thức thành trí Mật giáo lấy điều này thêm vào làm thức thứ chín tám thức thêm vào thức thứ chín trên thực tế trong tám thức là hai phần một phần là chân, một phần là giọng Giọng gọi là A-lại gia Chân chính là chân như tự tánh Trong mật tân gọi nó là thức thứ chín Thức thứ chín và thức thứ tám giống nhau Một cái mê, một cái ngộ Khi mê gọi là A-lại gia Khi ngộ gọi nó là thức thứ chín cũng gọi là Amala Thức ừ. Nguyễn Pháp giới thể tánh trí Mà thành ngũ trí Gọi là Pháp giới thể tánh trí Đây là biến thành ngũ trí Cho rằng Kim Cang giới trí Pháp Thân Của Đại Nhật Như Lai Nên có thuyết về ngụ tri Kinh vô lượng thọ Bộ kinh này không coi là lớn Phân lượng nó không nhiều Nhưng nó là đại kinh Lớn đến mức độ nào Không khác gì kinh hoa nghiêm Kinh Hoa Nghiêm nói tường tận Kinh này nói đơn giản Nội dung hoàn toàn tương đồng Trong bộ kinh này có Hiện giáo Có mật giáo Có tông môn Có giáo môn Có đại thừa Có tiểu thừa Kinh vô lượng thọ bao hàm tất cả Bởi thì các bậc cổ đức Thời tùy đường phán bộ kinh này là Nhất thừa duyên giáo Hoa nghiêm pháp hoa cuối cùng Đều quý vị vô lượng thọ Nên bộ kinh này là pháp luân viên mãn Năm ngoái Chúng tôi dừng giảng kinh hoa nghiêm Kinh Hoa Nghiêm đã giảng được hơn 4.000 tiếng Đại khai chỉ mới giảng một phần tư Nếu giảng hết toàn bộ Mới khoảng 20.000 tiếng vì thiên tai quá cấp thiết Chúng tôi cũng lo lắng Kinh Hoa Nghiêm quá dài Quá lớn Nên đổi qua giảng kinh này Khi giảng bộ kinh này Chúng tôi dự đoán khoảng 1.200 tiếng hiện nay giảng được một ngàn một trăm tiếng ở sau còn một trăm tiếng nữa cũng gần hoàn thành nhiều nhất là hai trăm tiếng tôi tin rằng không quá một ngàn ba trăm tiếng không vừa quá thời gian đó kinh này có thể cấp cứu Ngũ trí Là triết học thuần túy Trong đó cũng có khoa học Kim can giới trí Pháp thân của Đại Nhật Như Lai Chính là Đức Bổn Sư A-di-đà Phật Chúng ta xem loại thứ nhất Pháp giới thể tánh trí Là chuyện la à thức mà thành Amala thức là thức thứ chín Nghĩa là Một phần thanh tịnh của thức thứ tám A à là gia Thức thứ tám gọi là thể nhiễm tịnh hỗn hợp Tịnh là thức thứ chín, Nhiễm là thức thứ tám. Pháp tướng tông không lập thức thứ chín, Mà chỉ nói thức thứ tám Hai phần tịnh nhiễm Mật tông phân hai phần nhiễm tịnh của a la gia ra Nhiễm gọi là a la gia Tịnh gọi là A-ma-la Pháp giới có nghĩa khác nhau các pháp sai biệt Số này nhiều hơn trần sa Nên gọi là pháp giới Pháp là dạng pháp Giới là giới hạn Giới hạn nghĩa là có sai biệt Không có sai biệt giới hạn sẽ không còn Bởi vậy chia thành 18 giới Có giới hạn Lục căn, lục trần, lục thức Chính là thập bát giới Đây là quy nạp Vô lượng, vô biên pháp giới Quy nạp thành 18 loại Trong kinh lăng nghiêm Lại thêm 7 đại Địa thủy quả phong không kiến thức Trở thành 25 Những thứ này toàn là khai hợp khác nhau Triển khai quả thực là vô lượng vô biên Tổng quy nạp Nói cho quý vị biết tổng quy nạp đến sau cùng thành mộ Đó chính là Nam Mô A Di Đà Phật Nên quý vị biết Phật A Di Đà quả thực không thể nghĩ bài Nghĩa là Phật A Di Đà Quý vị xem khi quy kết lại Nếu hiểu được ý nghĩa Quý vị sẽ tin A Di Đà Phật A à, dịch thành tiếng Trung là vô Di đà dịch là lượng Phật dịch là giác Dịch thành tiếng Trung Nghĩa là vô lượng giác Vô lượng vô biên pháp giới Quý vị nên biết Tất cả đều là vô lượng giác Một câu này chính là biến pháp giới hư không giới Tất cả pháp không sót một điều nào Là ở trong danh hiệu nền công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn quý vị niệm một câu này tức là đọc được hết tất cả pháp mà hết thể chư phật trong ba đời mười phương nói ra và tu tập không thiếu thứ nào cho nên quý vị không cần đi tìm hiểu từng vấn đề đi nghe ngóng từng chuyện không cần thiết như vậy Tâm hoàn toàn điểm vào trong sáu chữ hồng danh này Như vậy sẽ đạt được tất cả một cách viên mãn Thiết thực chấp trì câu danh hiệu này những công đức mà ta đạt được là đại viên mạng giống như phật a di đà vậy pháp giới thể tánh tức là lục đại đại nhật ở trong Ta muội của pháp giới lục đại này gọi là pháp giới thể tánh tri Đại Nhật Như Lai Ở trong Pháp giới lục đại này Ta muội này Ta muội là định Tâm của Ngài định vào trong đây Đây là Pháp giới thể tánh trí Pháp giới là từ trong trí này hiển lộ ra Chủ là đức của phương tiện cứu cánh Câu này nói là dụng có thể là dùng Thể Chính là tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhà Đức dụng của nó Bốn cái tiếp theo Là phân ra để nói Thứ hai Đại viên cảnh trí Là chuyện A lại gia thức mà thành Hiển hiện dáng tượng của Pháp giới Như trí của đại viên cảnh gì Điều này trong kinh điển Đại Thừa thường nói Hợp pháp giới y chánh tra nghiêm Là thức biến Chính là A lại và sợ biến Pháp giới thể tanh trị là trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh Đây là thể Đại viên cảnh trí là tác dụng của nó Khi lục tổ khai ngộ nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng pháp Đây chính là đại viên cảnh trí năng sanh dạng pháp dạng pháp xuất hiện biến thành hiện tượng ngày nay chúng ta nói là hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần nó biến thành những thứ này Pháp giới thể tánh trí Nó không có hiện tượng Nên năng sanh dạng Pháp A la già năng biến Khi chuyển rồi Gọi là đại viên cảnh trí Hãng người nào chuyển Bồ Tát Duyên Giáo Sư Trú Trong Kinh Hoa Nghiêm đã chuyển rồi Chuyển bác thức thành tử trí Chuyển rồi Thì mười pháp giới không còn Mười pháp giới là a la gia sợ biến Bây giờ A-lại gia biến thành đại viên cảnh trí Mười pháp giới không còn không có Vậy hiển gì? hiện quậy báo Quậy thật báo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Cũng là quậy thật báo trang nghiêm Của chính mình Quậy báo của mình Và quậy báo của chư Phật Là một không phải hai Họ trở về quậy báo Trong này có tướng không biến hóa thỏa mãn vô lượng tất cả pháp đều là vô lượng có người vô lượng thọ cây cỏ hoa lá vô lượng thọ sơn hà đại địa cũng vô lượng thọ mà nó là tịnh độ không có ô nhiễm vì sao vậy tự tánh biến hiện ra tự tánh không có nhiễm ô Câu đầu tiên Ngài Huệ Năng nói sau khi kiến tánh Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Nó là tự tánh là cõi pháp tánh Cho nên thế giới cực lạc thanh tịnh Không hề dính chút bụi trần nào Nơi đó không cần đến dọn dẹp Vì sao vậy? Vì nó không hề nhiễm ô Không có ô nhiễm Mười pháp giới có nhiễm ô Có nhiễm ô nặng nhẹ khác nhau Trong cõi pháp tánh không có nhiễm ô Thân người là thân pháp tánh Không phải thân thể vật chất Cũng không phải thân thể của tinh thần Công đức trong tự tánh hiển lộ ra tinh thần bên đó không phải thọ tưởng hành thức trong ai lại già có thọ tưởng hành thức thân pháp tánh không có thân pháp tánh có kiến gian giá trị khi mê, kiến gian giá trị biến thành thọ tưởng hành thức khi khai ngộ Kiến văn giá trị Lại khôi phục bình thường Tức là kiến văn giá trị Không phải thọ tưởng hàng thức Thứ ba Bình đẳng tánh trị Đây là mạc na thức Mạc na thức Không bình đẳng Tánh chất của mạc na thức có bốn loại Thứ nhất là Ngã kiến Đây chính là nguồn gốc phiền não Của hết thảy chúng sanh Trong mười pháp giới Họ có ngã Nếu không có ngã Thì gốc cũng nhổ tận nên nó có ngã ngã kiến kiến chính là một cái tư duy đi theo, theo tư duy này chính là ngã ái trong chính điển đại thừa thường nói ái không nặng không sanh ta bà Niệm không nhất không sanh tịnh độ Hai câu này rất hay Niệm Phật phải nhất Nhất tức là không cho phép có loạn tưởng Trong tâm khởi tâm động niệm Chính là hai ba Không phải một Không phải nhất tâm chuyên niệm Nếu niệm có thể quy nhất Chắc chắn được sanh tịnh độ. À, Bởi vậy ngã ái xuất hiện, ngã ái chính là tham. Tham. tham, gốc của độc tham. À, ngã si, chi... gốc của ngu chi... si, ngô ngô chi... gốc của độc si. Ngã mạng, ngạo mạng, mạng chính là gốc của sân nguyên Đây chính là ba độc phiền não tham, tham sân si. Phát sinh đồng thời với ngã Nên mạc na thức là nói Bốn đại phiền não thường tùy tùng Bốn đại phiền não này chính là Ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạng Chuyển đổi những thứ này Chính là bình đẳng tánh trí Thành các pháp bình đẳng tác dụng của trí có những thứ này là không bình đẳng. Đối với tất cả Pháp, tôi thích cái này, tôi ghét thứ kia. Cái này tôi tôn trọng, thứ kia tôi khinh mạng. Họ có những ý niệm này. Những ý niệm này là sanh tử, luân hồi trong lục đạo, đặc biệt là gốc của ba đường ác. Bởi vậy, Mạc Na vừa chuyển, chính là Bồ Tát. Khi mạc ma vừa chuyển Tự tánh liền khôi phục Thứ tư Diệu quan sát trí Là chuyện ý thức Ý thức là gì? Ý thức là chủ phân biệt Phân biệt các pháp tốt đẹp Di diệu Mà quan sát căn cơ của chúng sanh Là trí nói pháp đoạn nghi Nó vừa chuyển Không còn phân biệt Mạc na thức không còn chấp trước Ý thức không còn chấp trước à, Chỉ Chứ cần à, quý vị ý, Đối với tất cả Pháp Không chấp biết, trước, không phân biệt Hai điều này sẽ chuyển này. Hai, Hai điều này chuyển thì a à, là gia tự nhiên chuyển Năm tức trước cũng chuyển Chuyển thành sợ tác trị cho nên chuyển bác thức thành tứ trí Là về nhân của lục và thất chuyển Ngủ và bác là chuyển về quả Nghĩa là về mặt nhân chuyển Nó cũng liền đới chuyển theo Quý vị không cách nào ở trong A Lại Gia Vì không tìm thấy A Lại Gia Cũng không cách nào ở trong tiền ngủ thức chuyển Nhãn nhị tỷ thiệt thân không chuyển được phải ở trong ý thức và ý căn Công, Công phu phải hạ thủ từ chỗ này Nhân Khi chuyển rồi Năm thứ trước chuyển nhãn nhĩ tỷ thiệt thân Sự sự vô ngại Vì à, sao vậy? Thử. Họ không có phân biệt Không có chập trước Nên không có chướng ngại à, được, được đại tự tại Đây là lý luận tu học Nồng cốt Của Đại Thừa Giới luật Là hành môn trong cuộc sống hàng ngày Là một nguyên lý nguyên tắc chung Trong quy củ Duy thức Chuyển bác thức thành tứ trí Là minh tâm kiến tánh Trong giáo môn Là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Nó khác với tông môn Và tịnh tông Nó là chuyển từ trên chánh tri chánh kiến Công phu này Hàng trung căn và hạ căn đều có thể làm được Cần phải tu hành thời gian dài Chúng ta sống trong xã hội ngày nay Pháp môn này không kịp Như đi học vậy Từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở Phải học hết 12 năm Chúng ta không có thời gian dài như vậy Chúng ta hy vọng nửa năm, một năm thành tựu Vậy phải làm sao? Tịnh độ tông được Tịnh độ tâm tu gì? Tu tâm thanh tịnh Tâm tịnh tức quái Phật tịnh Dùng phương pháp nhất tâm niệm Phật Một câu Phật hiệu đánh tàn toàn bộ Những tạp niệm vọng tưởng này Họ liên thành công Cho nên pháp môn này ổn định nhất Nhanh chóng nhất đơn giản nhất dễ nhất thành tựu cao nhất à, khó tin dễ hành à, xíu... rất dễ tu nhưng đạo lý quá sâu năm trí này tuy là một thân đầy đủ trí đức Mà vì dẫn nhiếp chúng sanh Dẫn giác nhiếp thọ tất cả chúng sanh Từ bản thể này sanh ra tứ tri tứ Phật của tứ phương Tứ tri chính là ở đây nói Đại viên cảnh trị Bên đẳng tánh trị Giữa quan sát trị Thanh sở tác trị Phân phối ở tứ phương Sự trị tứ Phật Lúc này Pháp giới thể tánh trị Ở ngay bổn vị Nó ở chính giữa Là Đại Nhật Như Lai Ở Trung ương Do Đại Viên Cảnh Trí Mà thành A Súc Như Lai Ở phương Đông Chủ yếu là Đức phát tâm Bồ Đề Quý vị xem tịnh Đô Tông dạy chúng ta Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm Phát tâm Bồ Đề là Đông Phương Do A Súc Như Lai làm chủ Đại viên càng tri Do bình đẳng tánh trí Mà thành bảo sanh Đại, như lai ở phương Nam Chủ yếu là đức tu hành Người không tu không sanh bảo Bảo đây là gì? Bảo chính là tự tánh Quý vị không chịu tu hành Thì tánh đức của mình không hiển lộ Do diệu quán sát trí Mà thành A-di-đà như lai ở phương Tây Chủ yếu là Đức Thành Bồ Đề Thành tựu Bồ Đề Quý vị xem ở trước là Phát Tâm Bồ Đề Sau khi Phát Tâm Bồ Đề Không tu hành không phải thành tựu Vậy phải tu hành như thế nào Muốn tu hành nhất định Phải đoạn tận phiền não Phải đoạn tận ngã kiến Ngã ái Ngã si Ngã mạng Lúc này như thế nào Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh A-di-đà Phật xuất hiện chủ yếu thành bồ đề do thành sợ tác trí mà thành bất không thành tựu như lai ở phương bắc chủ yếu là đức nhập niết bàn sau khi định thế giới cực lạc chắc chắn ngay trong đời này chứng được vô thượng bồ đề Kế nhập Đại Bác Niết Bàn Đây là viên mạng cần đức Là chứng được quả vị cửu cánh Do năm trí này trở thành hai thể tương lớn Đại nhật của Pháp giới thể tánh trí Trong lục đại là thể đại Tứ Phật của Tứ Phương Xuất hiện biệt đức của nó Tức là Tứ Mạng Mạng là Mạng Đà La Là Tướng Đại À à, súc của Đại Viên Cảnh Trí Là Thân Đại Mạng Đà La Bảo sanh của Bình Đẳng Tánh Trí Là Tam muội Gia Tam muội Gia là Bình Đẳng Bình đẳng là thân mạng Đà La Di Đà có diệu quan sát trí là pháp mạng Đà La Thân Bất không thành tựu của thành sở tác trí là Yết Ma Yết Ma là tác nghiệp Nghiệp này chính là sự Chính là thân mạng đà la làm việc Lý trí không hai Nên ngũ trí ngũ Phật này Tức là năm đại địa thủy quả phong Không của thai tàn giới Nó phân phối có hai loại Ở dưới dạy chúng ta Tham kiến năm đại trong Phật quan Đại Từ Điện Quý vị trà ngũ đại sẽ thấy Ở đây có hai môn thông và biệt Ngày nay nương theo biệt môn Nếu nương thông môn tức ngũ trí Trực tiếp làm ngũ trí Ngũ như lai trực tiếp làm ngũ như lai Giáo quán đại cương Đại sư Từ Giác nói Chân ngôn thiên thai lập ngũ trí Pháp giới thể tánh trí duyên trung đạo che chiếu cảnh Đoạn này Ý nghĩa hơi thâm sâu Bên dưới quan niệm tổ chú dạy rất tường tầng à. Bây giờ chúng ta quay lại xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ Chúng ta bắt đầu xem từ chỗ gì không hiểu Vì không hiểu nên khởi nghi hoặc Nghi hoặc liền sanh khởi Câu này Chính là vì không hiểu Trong kinh văn chính là câu Không hiểu trí Phật Phân biệt rõ ràng về nghi hoặc Nghi là nghi gì? Nghi trí tuệ của Phật Bốn câu bên dưới Mỗi câu đều là để đối trị nghi hoặc Cần phải đoạn nghi nếu không đoạn nghi Nó sẽ trở thành chứa ngại Chứa ngại thông thường nói Chứa ngại quý vị minh tâm kiến tánh Đây là nói chung Ở đây là chứa ngại niềm tin chân thật của chúng ta Trong tính tâm chúng ta có nghi Tính này không thuần chánh Nên sợ là Chúng ta không vượt qua được Cõi nước giải mạng giữa đường Sợ điều này Nên không thể có nghi Có nghi nguyện lực chúng ta không kiên cố Gặp cảnh giới nước giải mạng Ta sẽ khoái tâm Cho nên đối trị nghi hoặc Rất quan trọng Bên dưới Chư dư vị Pháp Sư Như tịnh ảnh Pháp vị Nguyên hiểu Đều nói như thuyết ở trên Chư vị Tổ sư Đại Đức này Đều có cách nhìn nhận Giống với cách nói ở đây Lấy câu không hiểu Phật trí làm tổng Bốn câu còn lại là bị Đối với vấn đề này, mọi người đều có cách nhìn nhận như vậy. Tên ánh sứ nói, mới đầu nói câu không hiểu trí của Phật này là tổng. Bất tư đẳng là biệt. Chính là bất tư nghị trí. Phật trí nguyên thâm. Dư không thể đo lường được. Dư là Bồ Tát trở xuống. thanh văn duyên giá nhân thiên không cách nào đo lường được bất tư trí chính là bất tư nghề trí phật trí rất nhiều lời nói không thể cùng tận Ngôn ngữ không thể xưng kể Bất khả xưng trí Đối với các pháp môn Biết hết cùng tận Đức Phật có năng lực này Vô lượng vô biên pháp môn Không có gì Ngài không biết Không có gì Ngài không rõ ràng Gọi là quản trí Trong kinh điển Đại Thừa nói Đại Thừa quản trí là trí tuệ này Quả gì nó rất cao Nên gọi là Vô đẳng luân Tối thượng thắng trí Trong kinh nói là Bốn loại trí này Đại sư Nguyên Hiểu Đông Hải Thời nhà đường Lấy bốn câu dư này Phối với tự trí như Tông Yếu nói Đại sư Nguyên Hiểu là người Hàn Quốc Đại sư của tịnh Độ Tông Hàn Quốc Ngài đem bốn loại trí trong kinh văn Phối hợp với bốn loại trí Của Pháp tướng Duy Thức Đem nó phối hợp lại trong tông yếu nói Ở đây nói về trí Phật Là câu mục tiêu chung Bốn câu bên dưới Mỗi câu hiện rõ tư trí Bất tư nghệ trí là thành sở tác trí Trí này Có thể làm việc không thể nghĩ bàn Ở trước chúng ta nhìn thấy tác nghiệp sự à, nghiệp chính là làm việc không thể nghĩ bàn bên dưới nói đưa ra một ví dụ nhất niệm xưng danh chúng ta niệm một câu phật hiểu vĩnh viễn diễn trừ tội nặng nhiều kiếp. công đức mười niệm có thể sanh quả báo thu thắng ở thế giới bên ngoài đây chính là cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà Chính là bên ngoài thế giới ta bà Thắng báo Chính là cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà Như những điều này Không thể đo lường được Nên gọi là bất tư nghị trí Đưa ra ví dụ này rất hay Hoàn toàn trên chánh diện nếu từ phản diện thì sao? Vậy thì không phải thành sự tác tri Đó là gì? Năm tức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân Tạo nghiệp a Lại Gia chỉ huy nó Nên nó đã tạo nghiệp Tạo sát đạo dâm vọng Nếu là thành sự tác trí chỉ huy Nó sẽ tạo thiện nghiệp Bản thân năm thức này không làm chủ được Ai làm chủ nó? Thứ thứ sáu phân biệt Thứ thứ bảy chấp trước Thứ thứ sáu và thứ bảy làm chủ À, A lại già luôn ở trên cao. Nó không phân biệt cũng không chấp trước. Nó là gì? Chủ của tổng báo. a à, lại gia được gọi là tàn thức giống như nhà kho giống như phòng tư liệu vậy tạo ra tất cả nghiệp thiện nghiệp ác những chủng tử này chúng ta nói những tư liệu này hoàn toàn cất giữ trong kho tư liệu từ vô thị đến nay không sót một điều nào Tất cả đều ở trong đó Quá là không thể nghĩ bàn Sau khi chuyển thức thành trí Nó liền biến thành trí tuệ Đại viên cảnh trí Chẳng những trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ Trong tự tánh mình hiện tiền Mà tập khí nghiệp chướng của chúng sanh tạo ra trong khắp pháp giới hư không giới họ đều biết giống như điều gì giống như kết nối với những thứ trong phòng tư liệu như hiện nay kết nối với mạng internet vậy không những biết về mình mà còn biết hết tất cả về người khác họ đã kết nối được nên phật pháp nói đến đây đích thực phần này là triết học cấp cao khoa học cấp cao Tuyệt đối không phải nói là mê tín. Trong Phật Pháp Pháp tướng duy thức là tâm lý học của Phật giáo Sau khi quý vị đọc sách này xong Nếu trong trường đại học thì môn học của hệ khoa tâm lý Quý vị sẽ thấy khô khan vô vị Không thể sánh với sách này Trong này thú vị vô cùng Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật